các bạn có thể tra chữ điện máy Xuân Lộc, điện máy Xuân Lộc này, tra chữ điện máy Xuân Lộc thì các bạn thì mình sẽ báo giá rất rẻ cho các bạn, rất rẻ cho các bạn nhé. Thì các bạn hãy đi so sánh giá với các cửa hàng khác. Hello, xin kính chào các bạn. Đây là một cái video mà Lộc sẽ chia sẻ với các bạn về cái lý do, những cái lý do mà bình nước nóng hay là bình nóng lạnh ở các nhà các bạn, máy nước nóng, máy nóng lạnh không vào điện và không nóng được nước, không chạy được điện hoặc là không có đèn báo điện hoặc là không nóng được nước nhé. Thì mình sẽ liệt kê những cái lý do và giúp các bạn có thể tự sửa chữa được. Thì thứ nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái ổ nguồn nhé. Ổ nguồn này, đây mình cho các bạn xem lại một cái video mà một anh khách hàng đã hỏi mình về cái việc là bình nóng lạnh nhà anh không thể nào vào được điện. Thì đây mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là cái dây điện của anh ấy và các anh ấy đấu nguồn. Thì các bạn nhìn đây, đây mình cho các bạn nhìn đây đoạn này là nét nhất. Các bạn nhìn đây là cái ổ nguồn này này, là anh ấy là đấu vào đây là không có ổ cắm, mà cái phích cắm này anh đấu điện trực tiếp vào phích cắm, tức là tuốt dây đồng và nối vào cái phích cắm này thôi. Các bạn hiểu chưa? Thì nó sẽ không bảo đảm cái tính dẫn điện tốt. Đấy, đây là cái lý do thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái ổ điện nhá. Ví dụ các bạn xem cái ảnh này thì phải có cái ổ điện như thế này các bạn nhé. Các bạn phải có cái ổ điện như thế này để cắm cái dây của cái bình nóng lạnh vào đây. Nếu như các bạn cắm cái bình nóng lạnh vào cái ổ điện này mà cái bình nóng lạnh nó vẫn không chạy thì có nghĩa là cái ổ điện này nó chưa có điện chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái bóng đèn, cắm cái bóng đèn vào cái ổ điện này để xem bóng đèn nó sáng không, hay cắm một cái máy sấy, hay cắm một nồi cơm điện, hay cắm bất cứ cái gì các bạn xem là cái ổ điện này có hoạt động không. Đấy, thì các bạn loại trừ được cái trường hợp là cái ổ điện này nó không có điện. Đấy, chứ còn như trường hợp của anh này, anh đấu điện vào đây, anh đấu điện đây thì cái bình nó không hề có điện, nhưng mà các bạn nhìn cách đấu như thế này, thì các bạn thấy là đèn ở đây nó sáng nhá, đèn ở cái nút này nó sáng, nhưng mà các anh ấy đấu như thế này thì nó bị sụt áp rất là nhiều, tức là cái tiếp xúc điện nó không tốt, nên các bạn tránh trường hợp cuốn băng dính rồi cuốn vào cái đầu dây như này. Người ta sản xuất ra cái phích cắm như thế này, người ta sản xuất ra cái cắm này là để cho các bạn cắm điện chứ không phải là để cho các bạn đấu cái dây điện vào đây. Đấu dây điện đây này chứ nó chỉ là những anh thợ điện thôi, anh ấy làm một chốc một lát để thử hay như nào thì đấu này thôi, chứ còn để về lâu về dài là tiếp xúc điện sẽ không tốt và nó sẽ làm mất điện của các bạn. Nên nó chỉ còn cái đèn báo ở đây sáng thôi, các bạn ấn nút set này thì nó không chạy được. Đấy, ấn nút set này nó con reset này nó không chạy được. Đấy, nó chỉ báo nó sáng bởi vì nó sụt hết áp rồi, sụt hết áp thì tiếp xúc điện không tốt. Được rồi, đấy là cái phần ổ điện nhá. Ok, phần ổ điện thì các bạn phải cố gắng kiếm cho mình cái ổ nguồn như thế này. Ok, rất là đẹp nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nhau cái lý do thứ hai chính là áp chống giật. Thì các bạn biết rồi, khi các bạn mua cái bình nóng lạnh đấy, nó sẽ có một cái áp chống giật. Ở đây mình sẽ nói cho các bạn, đây chính là cái áp chống giật. Đó, các bạn nhìn áp chống giật nhé. Đây mình sẽ quảng này, đây chính là áp chống giật. Thì cái áp chống giật này là các bạn cắm điện này và nó sẽ chạy qua cái áp chống giật này, sau cái áp chống giật này mới đưa vào dây nguồn và mới đi vào bình nóng lạnh. Thì đôi khi cái áp chống giật này nó đã bị nhảy áp, tức là cái bình của bạn mất an toàn, cái bình của bạn đã bị hỏng một chức năng nào đó liên quan đến việc mất an toàn điện, cho nên cái áp chống giật nó phải bảo vệ. Bảo vệ là các bạn cứ reset đi reset lại, nhưng cái áp này nó vẫn cứ nhảy thì có nghĩa là cái bình của bạn nó đang bị hỏng rồi các bạn nhé. Đây là cái báo hiệu của áp chống giật. Còn thường thì áp chống giật này rất ít khi hỏng, áp chống giật rất ít khi hỏng, cho nên là các bạn phải chú ý là áp chống giật cực kỳ bền. Đấy, đặc biệt là các bạn mua mà hàng chính hãng của Acetone hay là hàng chính hãng của hãng ấy thì nó rất là bền và nó bảo vệ rất chuẩn. Đây cái áp chống giật này, các bạn chú ý này, khi các bạn thấy nó lồi nút lên, cái nút này nó lồi lên, nó nhảy lên thì các bạn ấn xuống mà một lúc sau nó lại nhồi lên thì có nghĩa là bình hỏng rồi. Các bạn đừng thử lại nhiều lần làm gì, ấn xuống mà nó nhồi lên, ấn xuống mà nó nhồi lên thì có nghĩa là nó hỏng nhá, bình hỏng. Cái bình của bạn đã hỏng rồi, đây là cái áp chống giật nó đã bảo vệ rồi chứ không phải là cái áp chống giật hỏng. Đấy, các bạn nhớ cho mình một cái điều như thế. Thế còn thường thì cái áp chống giật này nó không đánh nổ, không cháy, không sợ, không ấy được, phải không nhỉ? Thế thì mình sẽ cho các bạn một cái lý do như này nữa, là có một số bạn bảo là bình của em có vấn đề rồi, nhưng mà áp chống giật cũng không nhảy mà bình vẫn không sáng đèn,
áp nó giật nó không không nhảy thì không sai nét nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em một cái đó là một số gia đình sẽ lắp một cái áp chống giật rất là hiện đại, thì mình sẽ áp chống giật đây. Nếu như gia đình nhà các bạn mà lắp cái áp chống giật này, bạn cái áp chống giật màu trắng này nhá, thì cái áp chống giật này này nó sẽ bảo vệ chống giật, dù nó các bạn bật cái này lên nhưng mà vẫn không điện. Các bạn bật công tắc chống giật này lên, nó tức là đóng áp cho áp chạy nhưng mà cái bảo vệ chống giật nó đã nhảy rồi, tức là nó không cho cái chống giật của bình, cái chống giật của bình này, cái chống giật của bình này nó không nhảy, nó không bảo vệ, mà nó bảo vệ qua cái áp này. Bởi vì nhà bạn lắp cái áp này, cái áp chống giật này, tức là bạn lắp hai cái áp chống giật, một cái áp chống giật của bình cho sẵn có sẵn, và bạn lắp một cái áp chống giật mà các bạn tự bỏ tiền ra các bạn mua, thì cái áp này nó nhảy rồi. Và các bạn bảo là em có ấn nút reset mà cái nút reset này vẫn hoạt động bình thường, rồi em có bật áp này lên rồi và cái áp này vẫn chạy bình thường, nhưng mà vẫn không có điện. Thực ra cái áp này không hề chạy bình thường, mà cái áp này nó đã bảo vệ rồi, đã bảo vệ rồi nhá, mà nó không cho cái này bảo vệ nữa, cái này không kịp bảo vệ, mà cái này nó bảo vệ trước, bởi vì cái này còn thông minh hơn, hơn thông minh hơn, bạn hiểu chưa nhỉ? Thế còn nếu như các bạn dùng một cái áp bình thường, một cái áp ba la hay là một cái áp điều hòa bình thường ấy, thì nó sẽ không làm được việc đấy, mà nó sẽ luôn luôn là cái áp chống giật này nhảy. Và thường thì chúng ta sẽ dùng cái áp này để đóng cắt điện, đúng không? Đóng cắt điện, chúng ta không rút điện. Nhà mình thì cũng dùng một cái áp như vậy, và chúng ta thường là chúng ta lắp bình nóng lạnh ấy, thì chúng ta nên dùng cái áp nhé, nên dùng cái áp. Thì các bạn nên dùng cái áp như thế này, một cái áp như này để đấu vào đây. Thì khi các bạn mua cái áp như này, các bạn đấu vào cái đường điện này, bạn người ta sẽ cắt vứt đi cái phích cắm này và lối dây điện luôn, hoặc là đấu thẳng vào cái áp tô mát này, để khi chúng ta dùng chúng ta bật, và khi chúng ta không dùng ta tắt áp đi. Thế là nó sẽ tiết kiệm điện, và nó cũng sẽ là một cái gọi là bảo vệ an toàn cho gia đình các bạn. Các bạn sẽ không phải lúc nào cũng bật cái bình nóng lạnh 24/24, vừa tốn điện mà đôi khi nó sẽ làm cho cái nhiệt độ của cái nước luôn nóng, nhiệt độ của cái bình nóng lạnh luôn nóng, nó sẽ ngâm cho cái dây mai so nó luôn luôn nóng. Đấy, thì nó sẽ không tốt, không an toàn lắm. Thì chung quy là tất cả các hãng sản xuất thì họ vẫn là làm và tính toán hết cả cách sử dụng của người dùng, dù khách sử dụng là 24/7 hay là khách hàng có tắt đi hay bật lên, hay là có thao tác bất cứ cái gì với cái bình nóng lạnh, thì hãng sản xuất họ cũng tính toán để cho các bạn có một cái độ an toàn rồi. Thế nhưng mà nếu các bạn nên đấu qua cái automat như này, sau đó là tắt đi bật lên. Còn cái việc mà các bạn đấu ổ cắm này thì nó sẽ điện, nó sẽ chạy luôn luôn suốt ngày 24/7, thì cái ổ nguồn thì mình không khuyến khích, mà mình khuyến khích các bạn phải lắp áp. Đấy. Và các nhà mới bây giờ là các anh thợ điện cũng sẽ thiết kế cái này rồi. Còn nếu các bạn có nhiều tiền, các bạn nên lắp cái áp chống giật này, nhưng mà nó hơi phức tạp. Nếu như các bạn không hiểu thì nó sẽ hơi phức tạp, còn không thì chúng ta chỉ cần lắp vào đây rồi, vì chúng ta đã có áp chống giật của hãng rồi, hãng cho rồi. Đúng không ạ? Thế là trường hợp đấy, là trường hợp chúng ta sẽ loại bỏ về nguồn và chống giật nhé. Đấy, thì các bạn kiểm tra cho mình. Thì một số các bạn là em không có đồng hồ đo, em không có đồng hồ, các bạn không cần đồng hồ đo nhé. Các bạn chỉ cần giật cái tủ điện hay là cái hộp điện hay cái lắp điện, các bạn chọc ngay cái bút thử điện vào đây thôi, bút thử điện vào cái này, chọc ngay bút thử điện vào đây thì các bạn có thể sử dụng luôn, hoặc là chọc cái bóng đèn vào đây, đấy, hoặc là chọc một cái phích cắm gì đó vào đây, vào hai cái lỗ này, hai cái lỗ của cái automat này, đấy, họ làm hai cái lỗ này khá gần nhau, đấy, các bạn có thể chọc một cái phích cắm của một cái thiết bị gì đó, xem thiết bị nó có chạy không, xem có điện hay không, ok ngay, nha. Thì đây là cách thử như vậy. Còn nếu các bạn cảm thấy mất an toàn quá thì các bạn gọi thợ, gọi bảo hành, thì nó sẽ có những vấn đề sau đây nữa. Vấn đề tiếp theo là chính là vấn đề về hệ thống máy. Thì cái hệ thống của bình nước nóng này nó khá đơn giản. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây là một cái bình nằm ngang. Đây là cái bình nằm ngang này, nó sẽ cái hệ thống nó sẽ như thế này. Đây cái bình nằm ngang, hệ thống sẽ như này. Mình sẽ chỉ cho các bạn, còn giống nhau hết thôi. Nó cực kỳ giống nhau hết thôi. Đây cũng là một cái bình nằm ngang nữa. Đây cũng là một cái bình nằm ngang nữa. Bình này thì giống nhà mình. Không biết nhà các bạn có dùng bình này không? Đây cũng là một cái bình nằm ngang nữa, và đây sẽ là bình vuông, mình sẽ lấy một cái bình vuông đây. Thì tất cả các loại bình này nó giống nhau thôi, nó không có gì khó đâu. Ok, đây các bạn nhá, thứ nhất là cái bình ngang này nó sẽ có hai sợi đốt, các bạn nhìn này, cái bình này là bình hai sợi đốt, một cột này, hai cột này, đấy cái bình bên tay trái, bình này sẽ là hai sợi đốt, bình bên tay trái của mình đây. Bình này nó sẽ có hai sợi đốt các bạn nhé, bình hai sợi đốt thì có thể nó sẽ cháy một trong hai sợi đốt này thì bình sẽ không thể hoạt động được, hoặc là nó cháy ở đây nó sẽ có một con bảo vệ nhiệt độ
bị cháy hay là bảo vệ dơ le bị cháy không hoạt động được. Thì đây là có hai sợi đốt các bạn nhé, bình hai sợi đốt. Thì bình có một sợi đốt đây, bình ngang em có một sợi đốt, bình này rẻ tiền hơn, đúng không? Rẻ tiền hơn. Thì bình này nó cấu trúc nó rất đơn giản hơn. Đấy, nó chỉ có nút vặn này, có cảm biến đấy, và có bảo vệ thôi. Nếu như con bảo vệ của dây mai so này đứt hoặc là bảo vệ đã đóng không cho mai so chạy nữa hoặc là điều khiển nút vặn cũng bị đứt thì cho nên là hệ thống của mình sẽ không chạy được và sẽ không có điện. Đấy, tương tự như vậy thì cái bình ngang này, thế bình là bình aciton ngang này, vuông này, thì các bạn thấy là cái bình vuông này nó cũng có đây, ví dụ như là cái mạch điện báo đèn chớp này hoặc là cái điều chỉnh nhiệt độ này bị đứt không thể cấp điện vào được, rồi là dây mai so bị đứt, dây mai so bị đứt. Đây, cái mai so nó là cái gì? Đó, mai so nó chỉ là một cái đốt thôi. Đây mai so là cái gì đây mình, đây mai so là cái này nhé các bạn nhé, mai so nó là cái này, cái bẩn thỉu này. Đấy, nó mới đây, bình vuông nó sẽ là như này, bình vuông nó sẽ này, bình vuông là cái còng như này. Đấy, dây mai so đây, bình hai sợi đốt thường nó sẽ có cái kiểu dạng như này. Đấy, thế còn nó mới ấy, thì nó đẹp như này, nó sáng bóng như này. Đấy, nó mới nó sẽ sáng bóng như thế này. Đấy, nó đẹp như thế. Nhưng mà khi nó cũ thì nó bẩn các bạn hiểu nhỉ? Nó cũ thì nó sẽ rất là bẩn và nó bị đứt, bị hỏng, bị cháy. Đấy, thì chắc chắn nó sẽ không ấy được. Đây như này chẳng hạn, nó bị cháy, bị đứt, nó bị mất cái nước bảo vệ cách điện thì cho nên là nó sẽ bị hỏng luôn nhá. Nó bị hỏng thì cái bình hoạt động không hoạt động được. Thế còn một số cái bình mới mà mua về đã bị như thế. Có một số các bạn là mới mua bình mới về xong, mới mua bình nước nóng mới mua về xong nhá, nhưng mà lắp lên đấy, tự lắp, các bạn tự lắp, các bạn không thuê thợ, các bạn tự lắp lên, các bạn không thuê thợ đấy, và cái bình đó nó không chạy được. Thì bây giờ mình sẽ nói là cái bình mới mà nó vẫn bị như thế thì nó là như thế nào. Thì thực ra là nó do các bạn lắp thôi, nó do người lắp chứ không phải do nhà sản xuất. Bởi vì nhà sản xuất ấy, họ đã thiết kế đấy, họ đã tính toán rất là kỹ rồi và họ đã test thử, họ đã cho chạy thử, họ đã kiểm tra trước khi họ đi bán, chứ không phải là họ sản xuất để một cái hàng lỗi đâu. Họ đã cam kết bảo hành đến 5-7 năm thì họ mới đi bán, chứ không phải là họ bán cho bạn một cái hàng lỗi, hay là anh em thợ, hay là chúng tôi bán cho các bạn một cái bình mà nó lại bán cho các bạn một cái bình nó lại bình đều như vậy, không bao giờ có làm việc vớ vẩn đấy. Thì các bạn hiểu như này, khi các bạn lắp cái bình nước nó sẽ có một đường nước lạnh và một đường nước nóng nha, một đường lạnh một đường nóng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rồi, có rất nhiều người đấy lắp nước nóng có nước lạnh và lắp nước lạnh có nước nóng đấy. Thì đôi khi đây này, bạn nhìn cái bình này đấy, cái nước nóng thì ở bên trái và cái nước lạnh thì ở bên phải, đúng không? Đấy, nhưng mà cái nước nóng ấy, của bình các bạn biết này, nó thường có cái màu đỏ này, màu đỏ nhé, màu đỏ này. Còn cái nước lạnh ấy thì nó sẽ có cái màu xanh nước biển. Với màu xanh nước biển này cộng với là nó có một cái van một chiều. Các bạn nhìn cái van một chiều này, cái đường mà nước nóng đi ra thì sẽ không có van một chiều, mà đường nước lạnh đi vào sẽ có cái van một chiều này. Tức là cái van một chiều này làm cho nước nóng ở trong bình không chảy ngược lại cái đường nước lạnh. Đấy là như vậy. Thì các bạn có nhìn thấy cái van một chiều này, cái van một chiều đây, mình sẽ tra cho bạn cái van một chiều. Đây, các bạn nhìn thấy bình nóng lạnh đây, đây đây, van một chiều đây. Đây. Đây chính là van một chiều các bạn nhá. Đây chính là van một chiều, mờ quá, ảnh mờ quá. Đây, đây chính là van một chiều các bạn nhá. Van một chiều này thì là các bạn biết đấy là đường nước lạnh. Đường lạnh nó đi vào này, nó đi từ dưới đi lên, nó đi vào, đi dưới đi lên và nó không chảy ngược lại được. Thì đấy nó là các bạn phân biệt được nóng lạnh. Thế còn vấn đề như này, đó là khi các bạn xả nước, các bạn lắp vào, các bạn mới lắp, bạn không biết làm, không quen tay. Các bạn mới lắp, các bạn xả nước nó không đầy bình. Thì sau đó các bạn bật lên, đúng lúc cái nó ngắt luôn, nó không sáng đèn, nó không chạy nữa, bình bị bảo vệ luôn. Bởi vì là các bạn xả nước nó không đầy bình, tức là nước từ nước lạnh đi vào bình nó không đầy bình và cái dây mai so nó chạy, nó nóng, nó bảo vệ cái dây mai so. Bởi vì nó không đun nước mà nó chỉ đun mỗi cái dây thôi. Thì cái dây mai so nó sẽ bị nóng quá, và nó sẽ phải bảo vệ dây mai so, nó không cho dây mai so chạy nữa, không thì cháy dây mai so, đứt dây mai so mất, đúng không? Bởi vì là trong bình bạn không đủ nước các bạn nhé. Thì để cho làm đủ nước thì các bạn này, khi các bạn đấu bình nóng lạnh, các bạn không cắm điện nó chạy trước mà các bạn đấu đường nước lạnh vào và không đấu đường nước nóng, các bạn đấu đường nước lạnh sau đó mở nước lạnh cho nó chạy đầy bình và nó xả vào đường nước nóng, sau đó các bạn mới bắt chặt đường nước nóng, hoặc là các bạn mở van vòi hoa sen ra, mở vòi hoa sen để nước nó tuần hoàn, mở bơm áp lực lên để đẩy nước tuần hoàn qua, nó nước phải phu đấy. Các bạn có thể xem cái video, các bạn vào nhé, chi tiết quy trình bảo dưỡng xúc sạc bình nóng lạnh Thủy Nguyên Hải Phòng của Lộc nhé. Các bạn vào đúng cái video này thì các bạn sẽ có thể
hiểu được cái quy trình lắp một cái bình nóng lạnh nó sẽ như nào, xả e nó như thế nào đấy. Khi các bạn bảo dưỡng bình nóng lạnh, nó tháo ra lắp vào nó cũng như giống như là bạn đi lắp mới một cái bình vậy đấy. Nó các bạn sẽ phải xả e như thế nào để cho các bạn có thể hiểu nhé. Xả e như thế nào có thể hiểu. Đây mình sẽ có một cái hướng dẫn bình nóng lạnh, hướng dẫn bảo dưỡng bình nóng lạnh đấy, thì mình cũng nói rõ rồi rồi, hướng dẫn bảo dưỡng bình nóng lạnh. Đấy, Lê Văn Lộc nhé, Lê Lộc đi các bạn, gọi Lê Lộc đi nó sẽ ra đây. Đây là cái video của mình đấy, đây chính là cái video của mình nhé. Đây bạn nhớ chưa, trong cái video này mình nói rất rõ cách xả e, cách xả e nhé. Trong cái video này mình nói rất rõ đây cách xả e. Đây là các bạn nắp cái bình nước lạnh, đây là các bạn nắp cái đường lạnh này thôi, các bạn đã đuổi e nó chảy ra đường nóng đó. Các bạn đã nắp đường nóng đấy. Hoặc là các bạn phải giả đây, trong chung quy video này mình sẽ nói chung quy là trong cái video này mình sẽ nói hết về cách lắp đặt và xả e nước như thế nào, xả e nước như nào, rõ ràng chi tiết hết trong cái video này nhé, để cho các bạn hiểu. Đây khi mình lắp lại đây, khi mình lắp nó lên này, mình phải xả nước, đuổi nước, đuổi nước nhá, đuổi thật nhiều nước, đuổi thật nhiều nước luôn đấy, nó phải đuổi rất là nhiều nước luôn, đuổi rất là nhiều nước cho nó chảy ra cái vòi hoa sen, nó chảy ra cái vòi hoa sen nhé các bạn nhé, nó chảy ra cái vòi hoa sen, sau đó các bạn mới có thể là nó ấy được đấy. Đây này, các bạn nhớ nhá, đừng nắp cái bình đường lạnh, đừng nắp cái đường nóng này trước, mà phải xem cái đường nóng này nó phụt nó chảy đều nước, nó chảy đều nước, nước nó không phụt, nó còn, nó không còn một tiếng phụt nào nữa, nó không còn một tiếng, nó đầy bình thì tiếng nước nó êm, nó không còn cái tiếng đuổi nước nữa, thì các bạn mới có thể là được phép nắp đường nóng và chạy nhé. Phải đuổi nước, đây là quan trọng nhất, không thì sẽ bảo vệ bình, và bình các bạn mới mua nó không thể chạy được đấy. Thì các bạn chú ý nhá, đây là những cái nguyên nhân mà mình nói cho các bạn, vì có một số các bạn yếu lắm, không biết được là cái nguyên nhân của cái bình nóng lạnh. Thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại nhá. Cái lý do thứ nhất là các bạn phải xem điện nguồn này, thứ hai các bạn chú ý về cái hệ thống bảo vệ và áp chống giật nhà các bạn, thứ ba là hệ thống của bình nóng lạnh này thì cái này các bạn nếu là người dân thì các bạn không thể kiểm tra được, cái này thì anh em thợ họ kiểm tra thôi. Thì các bạn phải hiểu là nếu như nó bị này thì cái áp chống giật nó bảo vệ rồi, hoặc là nó mất điện hoặc như nào đấy thì là anh em thợ đến thay sửa cho. Còn đa phần là các bạn sẽ dính vào cái lỗi là các bạn tự lắp, tự bảo dưỡng bình nóng lạnh, tự lắp lại bình nóng lạnh, tự bảo dưỡng bình nóng lạnh cho nhà của mình. Nhà mình ấy, thì các bạn nào tự bạn mua cái bình nóng lạnh các bạn tự lắp đặt, thì các bạn lại không biết đuổi nước, các bạn không biết đuổi nước cho nên là nó mới bị. Ok nhá, thì đấy là cái video mình hướng dẫn. Còn các bạn nào không biết thì nhắn tin Zalo trực tiếp cho mình đấy, hoặc là gọi điện cho mình sẽ tư vấn cách đuổi nước, cách đuổi nước nhá. Thế còn các bạn muốn mua bình nóng lạnh ở bên mình thì các bạn hãy xem qua cái phần báo giá bình nóng lạnh nhá. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhá. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn rất nhiều.